du khách ồ ạt đổ bộ vào các điểm du lịch vào nghỉ lễ 2 tháng 9 và mối lo ngại thổi giá khách sạn nhà nghỉ ma. Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với Ánh Sao Vàng. Chúc quý vị và các bạn một ngày tràn ngập niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, đi du lịch trong những kỳ nghỉ dài là xu hướng của thời đại. Và bất chấp kinh tế khó khăn, những điểm đến du lịch vẫn đông nghịt người, đặc biệt là trong những ngày nghỉ lễ. Thế là câu chuyện đua nhau chặt chém du khách tại các lễ hội, các điểm du lịch đến hẹn lại nở rộ. Kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 sắp tới dự đoán sẽ vô cùng náo nhiệt sau 2 năm vắng bóng. Từ đó lại dấy lên mối lo ngại về nhiều vấn nạn du lịch đang âm thầm diễn biến sẽ bùng nổ như thổi giá, khách sạn, nhà nghỉ ma. Du lịch nội địa không khéo sẽ thua ngay trên sân nhà. Văn phòng Chính phủ đã thông báo chính thức đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay trong 4 ngày, từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 9. Theo Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ Quốc khánh 2 ngày, ngày 2 tháng 9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau. Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Do ngày 2 tháng 9 năm 2022 là ngày thứ 6, nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị. Do ngày 2 tháng 9 năm 2022 là ngày thứ 6, nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội và người lao động làm việc tại các cơ quan, cơ sở, có chế độ nghỉ 1 đến 2 ngày một tuần, thứ Bảy, Chủ nhật, hàng tuần, sẽ nghỉ 2 ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ. Tổng cộng, người lao động nghỉ từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ ngày 19 tháng 7, đường sắt bắt đầu mở bán vé tàu khách trên các tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Lịch nghỉ lễ năm 2020 chỉ có một ngày, hơn nữa dịch Covid lại phát triển trong cộng đồng khiến không ít người băn khoăn có nên đi du lịch hay không. Do tính chất công việc mà nhiều người thường rất khó để sắp xếp thời gian để đi du lịch cùng bạn bè, gia đình. Chính vì thế, những ngày nghỉ lễ là cơ hội tốt để được gặp gỡ bạn bè hay tham gia các chuyến du lịch. Nếu như mọi năm các điểm du lịch vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 luôn trong tình trạng đông đúc, thế nhưng năm 2020 do ảnh hưởng của dịch nên các địa điểm du lịch gần như đóng băng, lượng khách du lịch giảm mạnh. Năm 2021, lần đầu tiên Việt Nam có thêm một ngày nghỉ dịp Quốc khánh, song cả nước đã có một kỳ nghỉ lễ trầm lắng do Covid-19 kéo dài hơn 4 tháng. Hàng loạt địa phương áp dụng chỉ thị 15-16 toàn địa bàn hoặc theo khu vực. Người dân thay vì về quê, đi du lịch, đi chơi thì ở yên trong nhà theo lời kêu gọi của chính quyền. Đường phố các đô thị vắng lặng, chủ yếu là lực lượng làm nhiệm vụ. Năm nay, Covid-19 được đẩy lùi, các hoạt động kinh tế, xã hội, dân sinh, du lịch hầu như được khôi phục bình thường. Việt Nam đã tiêm được 242 triệu liều vaccine, cơ bản phủ 2 mũi do nhóm dân số từ 12 tuổi, đang tăng tốc hoàn thành tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 tuổi. Như vậy có thể chắc chắn rằng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay sẽ thực sự bùng cháy và nhộn nhịp. Sau 2 năm dịch bệnh khiến cho nhiều người đang cảm thấy bí bách, thì kỳ nghỉ lễ năm nay sẽ là dịp để giải tỏa và quẩy hết mình. Các khu du lịch trong cả nước đã lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng chào đón lượng lớn khách du lịch nội địa trong 4 ngày nghỉ lễ này. Có thể thấy trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, các điểm du lịch trên cả nước đã đón một lượng lớn khách du lịch đến tham quan, giải trí, nhiều nơi trở nên quá tải. Kết quả này đã đặt ra nhiều kỳ vọng, ngành du lịch sẽ hồi sinh mạnh mẽ trong mùa hè tới. Dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày lại vào thời điểm dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát nên lượng người đi du lịch khá đông. Nhiều điểm vui chơi đông kín khách tham quan, trải nghiệm, nhiều dịch vụ lưu trú ở khu vực ngoại thành không đủ để cung cấp cho lượng du khách quá đông. Lượng khách đến các khu, điểm vui chơi giải trí cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, Vườn Thú Hà Nội đã đón khoảng 147.500 lượt khách, tăng 250,6% so với cùng kỳ năm 2021. Lượng khách đến du lịch tại Ao Vua, Tảng Đà Resort và Khoang Xanh đạt trên 30.000 lượt khách, tăng trung bình 270% so với 3 ngày nghỉ lễ năm 2021. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa Trần Đình Sơn thông tin, trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, các điểm du lịch tại Thanh Hóa sẽ đón gần 900.000 lượt khách. Trong đó, Sầm Sơn đón lượng khách siêu khủng lên đến 650.000 lượt. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước tính đạt 295 tỷ đồng.
khách du lịch tăng kéo theo nhiều vấn nạn trong ngành du lịch đã tồn tại suốt bao năm qua tiếp tục sinh sôi. Theo phản ánh của nhiều du khách, mùa du lịch 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, giá một số dịch vụ vẫn đua nhau thổi giá bất chấp sự suy giảm của nền kinh tế. Du khách đến các địa điểm du lịch lớn hầu hết phải trả tiền phòng tăng gấp 2-4 lần ngày thường. Nếu như giá phòng hàng ngày du khách chỉ phải trả ở mức 350.000 một ngày, thì giờ đã tăng lên 1,4 triệu một ngày. Đó là giá thuê phòng tại các khách sạn tại bãi biển Đà Nẵng, còn giá thuê phòng tại Bãi Cháy, Quảng Ninh còn cao hơn rất nhiều. Du khách hàng ngày phải trả tiền phòng với giá là 2,5 triệu đồng một ngày nhưng vẫn cháy phòng. Đó là lý do khiến cho nhiều khách sạn công lẫn tư được đà thổi giá. Thêm vào đó là vấn nạn cò du lịch gây sốt phòng ảo để nâng giá. Khoảng 2 tuần trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, đa số các nhà nghỉ khách sạn ở thành phố Đà Lạt thông báo hết phòng vào các ngày cao điểm. Thế nhưng, thực tế các cơ sở lưu trú tại thành phố này còn trống tới 30-50% số phòng nghỉ. Chị Trần Thị Kim Liên, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đoàn của chị đã chủ động đặt phòng trước một tháng qua một chuyên trang về kinh doanh dịch vụ du lịch. Nhưng đột nhiên vào ngày 27 tháng 4, chị Trần Kim Liên, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đoàn của chị đã chủ động đặt phòng trước một tháng qua một trang chuyên về kinh doanh dịch vụ du lịch. Nhưng đột nhiên vào ngày 27 tháng 4, trang này thông báo hủy hợp đồng với lý do không sắp xếp được phòng nghỉ và trả lại tiền cọc. Chỉ phải nhờ bạn bè hỗ trợ tìm nhà nghỉ khác khá xa thành phố để có được kỳ nghỉ lễ ở Đà Lạt như dự kiến. Một số đoàn du khách cũng phản ánh mặc dù đã đặt tiền cọc, nhưng trước kỳ nghỉ lễ vài ngày bỗng nhiên bị cò du lịch thông báo hủy phòng với lý do chỉ nhận các đoàn đăng ký nghỉ từ 2 ngày trở lên. Chị Nguyễn Thị Nghĩa phân tích cụ thể hơn. Tết Nguyên Đán 2022, Đà Lạt đông nghẹt, nhiều người phải ngủ ngoài đường vì không tìm được phòng nghỉ đã khiến cho du khách lo lắng. Mặt khác, cò du lịch tung tin hết phòng để thổi giá quá cao. Phòng khách sạn giá 400.000 đồng nhưng cò rao bán tới 800.000. Một villa giá 3 triệu đồng bị hét lên đến 5,6 triệu, khiến du khách đổi hướng đi du lịch ở tỉnh thành khác. Anh Phạm Văn Khoa, một du khách chia sẻ, tôi đưa vợ con đi chơi ở Carnarvon, cả gia đình may mắn thuê được một phòng khá ưng ý, nhưng có điều giá khá đắt, giá mỗi ngày là 2,5 triệu. Chị Lan ở Hoàng Kiếm, Hà Nội vừa bỏ dở tour du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa trở về bực bội nói. Giá thuê ngồi ngoài bãi biển tăng gấp 5 lần bình thường. Ngày thường chỉ mất 20-30.000 đồng, giờ du khách phải trả tới 150.000 một lần ngồi. Có thể nói, giá thuê phòng đã ngốn của du khách một lượng tiền khá lớn, nhưng dịch vụ ăn theo dịp nghỉ lễ cũng đua nhau thổi giá bắt chẹt du khách. Các cửa hàng bán đồ hải sản hút khách nhất, giá hải sản cũng tăng gấp rưỡi, gấp đôi so với ngày thường. Một ký mực tươi dao động từ 300-500.000 đồng, một ký ghẹ ngày thường khoảng 300.000, giờ lên tới 800.000 đồng. Một ký tu hài ngày thường 200.000, giờ lên tới 500.000 đồng. Không chỉ vậy, nhiều loại hình dịch vụ khác cũng tranh thủ ăn theo. Chỉ cần làm một cuốc xe ôm từ khách sạn ra đến bãi biển, chưa đến 1 km, thì du khách phải trả tới 30.000 đồng. Không chỉ các điểm du lịch mới xuất hiện tình trạng chặt chém du khách, mà hiện tượng này có mặt ở hầu như khắp các địa điểm có du khách viếng thăm. Chẳng hạn, giá đi cáp treo Bà Nà từ 320.000 đồng một khách tăng lên 380.000 đồng một khách. Giá phòng của các tỉnh lân cận như Huế, Hội An cũng tăng theo khoảng 2 lần. Nhiều phòng khoảng 400.000 đồng một ngày tăng lên 800.000 đồng một ngày. Nhiều du khách phản ánh lại, tại Đà Lạt, một số khách sạn mini có giá 400.000 đồng một ngày, trong khi ngày thường chỉ có 250.000 đồng một ngày. Có thể nói, du lịch nội địa đến hẹn lại đua nhau tăng giá đã trở thành câu chuyện quá quen thuộc. Theo nhiều du khách, vấn nạn chặt chém không được khắc phục, nguy cơ mất khách hàng sẽ là tương lai gần. Và việc các tour du lịch trong nước thua trên sân nhà là điều có thật. Nếu như cơ quan quản lý tiếp tục thả nổi việc quản lý giá, thì cái giá phải trả sẽ rất lớn, bởi du khách đang có xu hướng bỏ qua những tour du lịch nội địa. Hiện giá tour nội địa cao hơn nhiều so với giá tour đi Thái Lan, Campuchia. Một tour du lịch miền Trung khoảng 8 triệu đồng một khách, năm ngoái chỉ 5 triệu đồng, trong khi tour du lịch Campuchia dịp lễ cũng chỉ hết 4 triệu đồng. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu chúng ta cứ để tình trạng chặt chém, tăng giá dịp nghỉ lễ tồn tại kéo dài, thì chẳng khác gì cổ vũ người dân hưởng lễ Tết Việt Nam ở nước ngoài. Chưa kể, ở các nước việc giá cả dịch vụ được quản lý rất chặt chẽ, không hề có chuyện tăng vô tội vạ như ở các điểm du lịch tại Việt Nam.
Một vấn nạn đáng lo ngại nữa cho người dân đó là lừa đảo đặt phòng hoặc tour du lịch giá rẻ trên mạng. Đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội cho biết, thủ đoạn lừa đảo đặt phòng khách sạn ở các điểm du lịch không mới, song vẫn khiến cho nhiều người mắc bẫy. Nhóm lừa đảo thường dùng các tài khoản mạng xã hội, email giả để quảng cáo, tìm kiếm con mồi. Chúng thường đưa ra các thông tin giả hấp dẫn như dịch vụ giá rẻ, chất lượng, thủ tục nhanh chóng để đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của nạn nhân. Khi con mồi chuyển tiền đặt cọc hoặc thậm chí là hết chi phí đặt phòng hoặc tour du lịch, chúng sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền. Đại diện Phòng An ninh mạng nói thêm, thủ đoạn này xảy ra nhiều năm gần đây khi nhiều người có nhu cầu. Tuy nhiên, kẻ gian thường ẩn danh, đặt máy chủ ở nước ngoài và dùng nhiều chiêu trò để xóa dấu vết nên gây khó cho cảnh sát. Người dân nên kiểm tra kỹ thông tin trước khi book phòng, tour du lịch để tránh bị lừa. Tốt nhất, mọi người nên đặt ở những công ty, tổ chức có uy tín, thương hiệu, làm lâu năm để tránh bị lừa. Khi bị lừa đảo, hãy trình báo đến công an địa phương nơi gần nhất để có hướng giải quyết. Lừa đảo mua combo đặt phòng trên mạng không mới, song xuất hiện nhiều vào các dịp cao điểm hè khi nhiều người đi chơi mà giá dịch vụ tăng hoặc căn phòng. Mới đây, chị Nguyễn Thị Vi Hân, Nha Trang, Khánh Hòa cũng mất 4,5 triệu đồng khi đặt phải phòng ảo tại Đà Lạt. Tìm trên Facebook thấy trang Booking Villa Đà Lạt với 40.000 lượt thích nên chị Hân tin tưởng đặt biệt thự cho cả nhóm gồm 14 người lớn. Trước khi chuyển tiền cọc phòng nghỉ, cô cũng kiểm tra chứng minh thư trùng khớp với tên chủ tài khoản ngân hàng Lê Công Hậu nên đã tin tưởng mà không hề hay biết chứng minh thư trên là giả. Sau khi chuyển cọc xong, cô không liên hệ được với Hậu nên gọi điện đến villa thì mới tá hỏa ra rằng mình bị lừa và có nhiều trường hợp khác cũng như vậy. Cô nói, mình đi Đà Lạt nhiều lần và hầu hết đều phải đặt cọc trước khi nhận phòng như vậy. Thật hụt hẫng vì lần này bị lừa bởi một trang fanpage có tương tác cao như vậy. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hoàng Thị Điệp thừa nhận, chất lượng dịch vụ cũng như công tác quản lý của các hoạt động du lịch vẫn còn nhiều bất cập, vấn nạn chặt chém du khách ở các điểm du lịch, các lễ hội luôn làm đau đầu các nhà quản lý. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa có một liều thuốc hữu hiệu nào chữa bệnh chặt chém du khách mà mới chỉ dừng ở các giải pháp kêu gọi người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức cộng đồng hoặc kiểm tra để phát hiện tình trạng chặt chém du khách. Vì vậy, nếu các cơ quan quản lý tại địa phương không có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng chặt chém du khách, thì thiệt hại không chỉ đến với các đơn vị lữ hành mà thiệt hại còn cho cả ngành du lịch Việt Nam. Thêm vào đó, người dân cũng nên cảnh giác với những chiêu trò giao dịch mua bán qua mạng xã hội, nhất là những thứ giá trị lớn như đặt tour du lịch. Quý vị đã từng gặp phải tình trạng nào như trên đây chưa? Hãy chia sẻ ngay góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận nhé! Vâng, và video ngày hôm nay của Ánh Sao Vàng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu quý vị yêu thích video, đừng quên tặng S một like, nhấn đăng ký kênh và hãy bật ngay nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích nào từ Ánh Sao Vàng nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.